lên tầng 3. Thế phòng vệ sinh ốp đồ coi chưa? Ở đây làm trang ốp trang tường kìa. Rồi. Sáng nhỉ, nha, sáng đi nhá. Đó là đó là đó là đó là đó rồi. Nó ấy gạch nó sáng sáng đó. Nhưng mà cái bàn ăn mà đặt đó thì nó cũng nó không phải rộng lắm đâu. Đặt dọc lại đứng đặt ngang là nó sẽ đâu có nhìn vào nhà vệ sinh. Giống như trong cái bố trí kiến trúc đó. Sáng sáng thì kia rất là sáng. Đây là do để cái miếng tôn này mở.